Xin chào tất cả các bác, em tiếp tục lên sóng một chiếc máy điều hòa di động cửa sổ của hãng Morita, một con phun chức năng bấm trên máy Morita các bác nhé. Đầy đủ tất cả các phím trên máy luôn này. Có hiển thị nhiệt độ môi trường, đang trong nhà Hà Nội giờ đang là 29 độ C này. Đấy, có cài đặt nhiệt độ, cài đặt phòng, bấm xuống cài đặt 16 độ. Các bác lưu ý là tất cả các máy đều là cài đặt nhiệt độ phòng đủ 16 độ, 17 độ, 18 độ thì ngắt nhé. Chứ không phải là mình bấm 16 là máy ra 16 độ đâu nhá. Máy nó chỉ cố định ở một mức nhiệt độ thôi. Đã. Con này full tính năng luôn, điều chỉnh cả các chế độ đây đang lạnh, hút ẩm này, chạy quạt gió này, đấy, chạy lạnh, hút ẩm, quạt gió, các cái tốc độ gió tự động, yếu, trung bình, mạnh đầy đủ này. Đấy. Chế độ này là cái chế độ ion này, cái này này hẹn giờ này, đầy đủ hết, tính năng tăng giảm nhiệt độ, tránh gió đương nhiên là chỉnh tay nhé. Một con máy của hãng Morita full chức năng bấm trên máy, còn khá đẹp, có hệ thống tự tiêu nước đàng hoàng không nha, đầy đủ tính năng. Con này công suất của nó là khoảng 8.000 BTU, chạy rất khỏe, lượng gió ra rất nhiều, mạnh. Mình tăng tốc độ gió mạnh nhất thì nó mức này, gió ra rất mạnh nha, rồi nhé. Đấy, gió mạnh, lạnh, khỏe, có hiển thị nhiệt độ full tính năng, có điều khiển từ xa đi kèm đa năng nhé. Đấy. Con này em bán 3.8 triệu đi kèm điều khiển này nhé. Các bạn nào lấy các bác liên giá 3.8 triệu kèm điều khiển đa năng, trừ phí vận chuyển, trừ đổ nguồn nhé. Các bạn nào lấy các bác liên hệ nha. Chào các bạn.